Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì trong cái giây phút này các bạn, không có gì quý hơn hai từ gia đình. Những người làm ăn tha phương, những người phương xa, những người đang làm ăn tại Sài Gòn rất muốn về lại quê hương, về lại gia đình của mình trong cái mùa dịch này. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện nói về gia đình, nói về cái ý nghĩa của gia đình. Thì câu chuyện này nó bắt đầu từ một cái dòng họ. Mà cái dòng họ này á, là con cháu ở khắp nơi rất là đông, cho nên rằng họ không có biết về nhau. Thì các bạn biết rồi, ngay cả chính chúng ta đôi khi cũng là một nhân vật trong câu chuyện này. Có những người là họ là bà con dòng họ của mình, nhưng mà họ ở đâu mình không biết. Thậm chí gặp ngoài đường nhiều khi cũng không biết luôn. Mà chỉ có ông bà mình, những người lớn tuổi, hoặc là cái hàng chú bác của mình, họ mới biết được cái người đó là chung dòng họ mình ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu. Tôi nói ví dụ như hồi xưa đi, ông cố mình, bà cố mình lấy nhau đẻ ra 12 người con. Cái chuyện hồi xưa đẻ con trên 10 người là chuyện bình thường. Mà 12 người con này lấy vợ, lấy chồng, mỗi người sinh ra 10 người con. Rồi đến cái hàng dưới nữa, cứ sinh ra nữa, sinh ra nữa, sinh ra nữa. Rồi người ta bôn ba ở khắp nơi, người ngoài Bắc vào Nam sinh sống, người ngoài Nam ra chung sinh sống. Nó thầm bà làng, nó trộn lên hết. Rồi cuộc sống khó khăn, có người được, người không được. Thì có những cái dòng họ gần, ví dụ như bên ngoại của mình, mấy dì của mình còn biết. Mình còn biết, mà đến đời con mình, đời cháu mình, đời chắc mình, chưa chắc nó biết bà dì của mình. Đúng không các bạn? Nó xa xôi quá, một cái dòng họ đông đúc, nó nhiều người quá. Thì cái câu chuyện của cái dòng họ này nè, nó làm chúng ta phải suy nghĩ. Thì cái dòng họ này có một bà dì, và bà dì này chết đi. Nhưng mà bà dì này có một cái vai trò rất quan trọng trong dòng họ. Bả là người viết chép lại cái gia phả dòng họ nhà mình. Cho nên là cái bà dì này hầu như là tất cả mọi người, dù xa xôi cháu chắc chích, nhưng mà đến tuổi trưởng thành là phải biết. Tại vì cái gia đình này á, cái bà dì này là người làm ăn rất là được. Hễ là người chung dòng máu, là bà con xa, khó khăn tới tìm bà sẽ giúp. Không ít nhiều á, thì bà phải làm cách nào đó để mà tạo cái cơ hội, điều kiện cho bà con mình, dòng họ của riêng bà dì này nè, để bà phát triển. Cho nên cái dòng họ này ai cũng biết bà hết. Mà ngày đó bà 100 tuổi bà mất. Thực ra bà không tới 100 tuổi thôi nha, nhưng mà mình dùng cái từ cho bạn dễ hiểu, từ thọ đó, bà hưởng thọ bà mất đi. Thì con cháu dòng họ khắp nơi chịu cái ơn của bà đó, phải tới thắp nhang cho bà. Tất nhiên rồi, bao nhiêu người bà giúp cho cả dòng cả họ bao nhiêu đời. Con bà phải nói con bà là khi bà mất rồi mà gia đình còn làm ăn được, hễ trên gia phả có tên của người đó mà khó khăn là phải giúp. Cho nên là khắp nơi đổ về. Thì cái đám ma của bà đó là cái ngày hội tụ coi như là đầy đủ nhất những người trong cái dòng họ đó. Thì họ bắt đầu tay bắt mặt mừng. Bao nhiêu đời gặp lại nói chuyện với nhau, biết được nhau là mình là bà con của nhau, mới hỏi sinh sống ở đâu, làm cái gì, người này gặp người kia, rồi kể về cái công đức của bà dì này. Thì mới phát hiện ra một điều. Là trong cái dòng họ này, riêng con gái là chết nhiều hơn con trai. Mà gọi là chết trẻ nha. Riêng con gái chết trẻ nhiều hơn con trai. Chỉ có một số người là con gái là lấy chồng sinh con và sống được, là qua được cái tuổi gọi là hưởng thọ thì mới mất, là giống như bà dì này là làm nhiều công đức, nhiều cái phước đức mà là sống trong cái đền thờ tổ của cái gia đình đó. Nhưng mà tất cả những người trong dòng họ phương xa gần gì, phụ nữ chết nhiều hơn đàn ông, mà là chết trẻ. Có người 16 mất, có người 19 mất. Ít người mà đã bỏ chết trẻ rồi là toàn là dưới 24, 25 là mất.
Trong đó có những người vô cùng thê lương, mà khi dòng họ ngồi lại nói chuyện uống trà trong buổi đám ma nói chuyện với nhau mới biết. Có những người bị giết chết là nạn nhân trong những cái vụ án nhiều khi báo đăng luôn nữa. Thì dòng họ hết hồn, ủa vậy cái kỳ đó báo đăng là người dòng họ mình đó hả? Thì mới biết ra là à, dòng họ phương xa của mình đang gặp chuyện. Thì lúc này trong cái dòng tộc đại diện là con của bà dì mới nói á, là mẹ ngày xưa mẹ con còn sống đó, mẹ con đã biết cái chuyện này rồi, mà mẹ con mỗi lần giúp một người trong dòng họ là đều nói hết là phụ nữ trong cái họ của mình á là sẽ chết trẻ hơn so với đàn ông, là do xưa kia ông bà mình ở ngoài quê đó có chôn mộ của một cái người cụ sơ nào đó, nhưng mà do là chôn không đúng, chôn sai, cho nên là ảnh hưởng đến phụ nữ ở trong dòng họ nhiều hơn là đàn ông. Cho đến một ngày nào đó trong cái dòng họ này đó, người phụ nữ không còn tồn tại nhiều nữa, thế hệ đàn ông sinh ra nhiều hơn, là sẽ bị người phụ nữ ở các dòng họ khác khi mà mình lấy đó, sẽ làm người phụ nữ các dòng họ khác họ nhảy vô, thì họ sẽ làm cho mọi thứ không cân bằng. Thì Tân không hiểu rằng là không cân bằng là như thế nào, nhưng mà mỗi dòng họ, mỗi cái tục lệ của mỗi vùng miền nó khác nhau, mỗi họ, mỗi quê nó khác nhau. Thì họ đang nói đến chuyện âm dương không cân bằng trong cái hệ thống dòng họ của người ta. Có nghĩa là dù như thế nào thì trong huyết thống phải có nam và nữ. Còn đằng này chỉ có nam không mà nữ dần dần nó yếu đi thì không được hay sao đó. Thì lúc này dòng họ đó mới hỏi cái người con của bà dì đó rằng là vậy thì mẹ con ngày xưa tính sao? Thì bà dì mới nói rằng là mẹ con muốn có một cái ngày mà tất cả dòng họ mình tề tụ về đông vậy để đưa ra một cái ý kiến là mời thầy về bốc cái mộ của cụ sơ ở ngoài quê đó, đem vô một cái vùng đất tốt hơn để mà chôn cất, thì dòng họ mình sẽ hưng thịnh hơn, chứ không phải gặp nhiều khó khăn rồi phụ nữ gặp những cái tai nạn tai ương như vậy mà chết trẻ. Thì khi nói đến đây thì những người trong dòng họ ta hỏi rằng vậy cái chi phí, cái chi phí làm cái chuyện đó thì ai đưa ra? Thì cái người con của bà dì mới nói là thì mẹ con có nói rằng nếu như dòng họ chịu thì mẹ con sẽ là người bỏ ra, nhưng bây giờ mẹ con mất rồi thì con sẽ là người đứng ra làm đó. Thì chỉ cần trong dòng họ thống nhất thôi, chứ còn bây giờ tề tụ dòng họ lại khó quá. Thì trong cái dòng họ này tất cả đều đồng ý trong cái ngày đám ma đó. Thì khi mà đem cái bà này đi ra chôn đó, đem bà dì này đi chôn xong đó, thì cái người con ghi lại hết số liên lạc của dòng họ nhà mình. Thì người con bắt đầu mời thầy Pháp về tiến hành. Thì người thầy Pháp bắt đầu là 5 người thầy Pháp cùng nhau lên xe đò để ra quê bốc cái mộ của cụ sơ này. Thì khi ra quê bốc mộ thì họ cũng làm lễ. À, các bạn biết rồi đó. Họ làm lễ thì cái bàn thiêng của họ phải đối diện với cái mộ. Nhưng mà khi họ nhìn mộ họ thấy kỳ. Họ thấy kỳ. Họ mới nói rằng cái mộ này nó xây rất là kỳ. Thậm chí cái người, những cái người mà chuẩn bị đứng ở đó để mà người ta quật mộ lên, ta mang cái xác đi qua nơi khác ta chôn đó, cái hài cốt đi chôn đó, người ta cũng nói cách xây kỳ quá. Thì 5 cái người thầy Pháp này mới đi tới đi lui, mới sử dụng cái bàn La Kinh đó. La Kinh là la bàn về kinh dịch đó, người ta coi. Tại vì những người thầy Pháp này là người Hoa, họ coi, họ coi thì mới nói là cái mộ này là mộ cố tình xây dựng ở đây để cho dòng họ mang một cái tai ương rất là lớn về sau này. Nhưng mà do cái người thầy Pháp năm xưa không có cao tay, cho nên là chôn chệt qua một chút xíu. Chứ còn mà chôn đúng là nam nữ đều chết, chứ không phải là chỉ có nữ chết. Vì chôn chệt qua một chút, cho nên á, là ngôi mộ này chỉ hại nữ không hại nam. Thì bây giờ muốn đào lên á, là không phải là dễ, mà bằng mọi giá phải thăm dò. Coi coi trong mộ có bị ẩm ướt hay không, là phải thăm dò. Mà bây giờ đập ra mà lỡ như phá cửa trận đó, hay là di dời mộ nó vô đúng cái vị trí mà người thầy Pháp ngày xưa muốn đó, hay là cái hài cốt nó vô đúng cái vị trí đó đó,
thì có thể là trong quá trình đang bốc mộ di chuyển để mà chôn á, là trong dòng họ sẽ có người nam mất. Thì bây giờ có đồng ý hay không? Thì người con này khổ lắm bạn, phải bốc máy ra gọi hết tất cả dòng họ, gọi hết dòng họ có đồng ý hay không, mà cứ mỗi người phải giải thích y chang vậy đó. Thì rốt cuộc là dòng họ người ta không có quan tâm, người ta không quan tâm thì người ta nói rằng là ừ thì muốn làm gì làm, gọi gọi hoài ví dụ vậy đó. Thì người con bực quá không gọi nữa thì kêu thôi làm. Thì năm người thầy pháp này cố gắng nhất có thể và bàn bạc với những người mà người ta bưng cái bộ hài cốt lên, bàn bạc thật là khéo để đừng có bị nhích qua cái chỗ mà người thầy pháp năm xưa muốn chứng yểm. Thì rốt cuộc là bưng cái hài cốt lên được à, bắt đầu người ta khâm liệm lại, người ta làm sạch sẽ lại, người ta bỏ vô cái hòm khác, người ta mang qua nơi khác người ta chôn. Nhưng mà trong quá trình đang vận chuyển đi chôn đó, thì nghe tin người trong dòng họ mình có một người mất, mà người mất đó là trong dòng họ gần của bà dì này. Thì người con trai bị hoảng mới quay qua nhìn thầy pháp, mới hỏi rằng là ủa nãy giờ đâu có dính vô cái nguyệt ở đâu mà tại sao lại có người chết rồi, mà là chết do tai nạn cán nát bét luôn, mới vừa gọi điện báo mà cái người đó vậy vậy. Thì người thầy pháp hết hồn, năm người thầy pháp đều hết hồn mới nhìn lại cái mộ. Khi nhìn lại mộ thì rõ ràng là không cái không bị dính qua cái cửa tử đó. Nhưng mà một người thầy pháp cao tay nhất trong năm người mới tới gần nhìn xuống, thì ông mới thả một cái cọng chỉ đỏ xuống ở giữa cái huyệt đó. Thì khi ông thả xuống, một cái sự kiện rất là bất bình thường, cọng chỉ đỏ nó không đáp đứt, nó lơ lửng khi mà gần đứt nó không đáp đứt. Nếu như nhìn từ bên trên nhìn xuống thì tưởng nó rớt xuống đất rồi, nhưng mà thực chất ra khi mà đưa tay xuống gấp cọng chỉ lên không hề dơ. Thì người thầy pháp thì mới nói rằng là đây là mộ trong mộ. Thì người con mới hỏi mộ trong mộ là như thế nào, thì mới hỏi rằng là cái người chết ở trong cái mộ này hồi nãy mới bốc hài cốt lên có phải là cụ sơ của gia đình này hay không. Thì lúc này cái anh này mới nói là thì mẹ con nói đây là cái mộ của cụ sơ của gia đình, nào giờ nằm ở đó rồi. Thầy pháp nói không phải, ở dưới mộ này còn một bộ hài cốt nữa. Thì cái bộ hài cốt ở dưới mộ này mới là cụ sơ của con, còn cái người mới bốc lên là một người khác thuộc một dòng họ khác. Nhưng mà tại sao họ lại chôn đè lên cái hòm của cụ sơ con? Thì người con hoảng hồn, nó làm gì có cái chuyện kỳ cục vậy. Thì người con mới nói là vậy thôi, nhờ thêm tiền, nhờ mấy cái người mà đào cái mộ đào sâu xuống nữa. Thì đào sâu xuống nữa mới thấy cái hòm nữa, và bưng lên một bộ hài cốt nữa, bưng lên một bộ hài cốt nữa. Và sau đó đó là mới đem ra, đem ra thì mới nhờ bên chính quyền người ta xét nghiệm, người ta coi thử coi cái ADN đó như thế nào. Nhưng mà có lẽ là do lâu quá rồi, do lâu quá rồi cho nên người ta tìm không ra hay là như thế nào đó. Tại cái người kể câu chuyện cho Tân là người thầy pháp, là người thầy pháp trực tiếp làm cái chuyện đó, cho nên cái người thầy pháp nó mới kể lại câu chuyện này. Thì sau đó là họ cũng đợi đợi mấy ngày để mà coi cái xét nghiệm cái hồ sơ này, và rốt cuộc là không biết bộ hài cốt nào là cụ sơ của nhà đó, không biết được. Thì mới mang cả hai bộ hài cốt đó ra, mang cả hai bộ hài cốt đó ra, thì cả năm người thầy pháp này mới nói là bây giờ chỉ có một cách thôi. Nếu như mà đã mộ chồng mộ rồi đó thì chắc chắn rằng hai người này vẫn chưa siêu thoát. Nếu như cho phép á, thì nhỏ máu vào hài cốt để chiêu mộ hồn họ lên. Giờ này chắc một là họ đang chu du ở đâu đó, hai là trong địa ngục, bằng mọi giá phải chiêu hồn họ lên để hỏi cái lý do tại sao họ nằm cùng nhau. Tại vì cả hai mộ đều là đàn ông hết, phải chi một nam một nữ thì còn suy đoán dễ hiểu, còn này cả hai mộ đều là nam hết, cho nên bây giờ nếu cho phép thì làm chuyện đó, mà nhỏ máu vô đó, mà nhỏ máu vô đó phải sử dụng máu của ba người trong dòng họ này để nhổ vô. Thì anh này anh điều động được ba người lá tới để mà nhổ máu vô trong hai bộ hài cốt. Sau khi nhổ vô đúng 12 giờ đêm, năm người thầy pháp tập đàn gọi hồn.
Thì họ thấy được hồn của hai người đàn ông này hiện ra, họ mới hỏi là tại sao lại chôn mộ chồng mộ. Thì có một người, cái bộ bên tay phải đó là cụ sơ của nhà này, thì cái người đó nói ra tên tuổi thì đúng. À, cái lý do hai người này hồi xưa đó cũng đều là thầy pháp, nhưng mà ghét nhau. Thầy pháp mà ghét nhau đó, thì cái vận mệnh của cái cụ sơ nhà này đó chết sớm hơn so với ông thầy pháp bên kia. Có lẽ lúc sinh thời hai người này chuyên môn đấu nhau, nhưng mà do cái bổn mạng của cái người cụ sơ của nhà mà trong câu chuyện đó là phải chết sớm hơn cái người bên kia, cho nên trước khi chết đó, là chứng yểm nhà bên kia, hại cho nhà bên kia là tuyệt tử tuyệt tôn, không sinh được con trai. Thì cái ông thầy pháp bên kia ông tức, thì để phá giải được cái thế trận này, ông mới dặn gia đình của ông đó, là khi ông chết đó, là giả bộ chôn thôi, nhưng đêm đó hãy lấy cái hài cốt chôn đè lên cái hài cốt của ông này, để mà nữ bên nhà ông này chết, đời sau nữ nhà ông này chết. Thì năm người thầy pháp mới nói với hai cái linh hồn đó, thôi thì cùng là người đồng đạo, đã chết rồi xóa bỏ hận thù bỏ qua đi. Lúc sinh thời hai người đấu nhau đã đành, mất đi rồi vẫn còn đấu hại chết con cháu hai bên. Có nghĩa là dòng họ bên kia đó là chết người nam, có nghĩa là nam sinh ra là sẽ chết, còn dòng họ bên này nữ là sẽ chết sớm. À, hai bên đấu nhau từ thời cũ cố quá, ghê chưa, mà cả hai đều là thầy pháp, chết rồi cũng không chịu buông nhau nữa, đánh nhau không chịu siêu thoát. Thì năm người thầy pháp nói thôi giờ giảng hòa đi, cả hai công lực cao như nhau, rồi thời gian qua không ai siêu thoát là làm gì. Thì hai người đó vẫn đánh nhau, bạn vẫn đánh nhau, có đi chu du khắp nơi tìm chuyện để đánh nhau chứ không xuống địa ngục. Thì năm mấy người thầy pháp mà đứng ra làm chuyện này á, mới nói rằng thôi bây giờ hai người cũng là thầy pháp đã mất rồi thì biết cổng địa ngục ở đâu á, thì tự xuống dưới mà siêu thoát đi, con cháu khổ lắm rồi. Tính ra thì nữ ở bên dòng họ của ông cụ sơ này chết cũng rất là nhiều, còn bên kia chắc nam mất cũng không hề ít. Chỉ có hai người đánh nhau thôi mà bao nhiêu đời ai oán. Thôi thì từ ngày hôm nay đổ một chung rượu xóa hết hận thù. Thì cái năm người thầy pháp kia mới làm. À, làm thì hai người này đồng ý, đồng thí không hận thù nữa. Mà tại vì lúc đó là những người thầy pháp này cũng đã bày binh bố trận rồi các bạn, bày binh bố trận rồi, chỉ cần hai người này mà sơ hở là cũng trừ yểm được chứ không phải không được. Mặc dù khi sinh thời họ là thầy pháp, nhưng khi mất đi họ sinh hận thù nhiều quá thì công lực của họ cũng như phúc đức họ không còn, họ sẽ quên đi rất là nhiều thi pháp để mà thi triển. Thì những người thầy pháp của bây giờ đó, họ có cách họ chứng yểm được. Thì hai người này bắt buộc phải đồng ý. Và sau khi đồng ý thì tách họ ra và đem ra hai bộ hài cốt để chôn riêng ở hai nơi mà coi như đất đai nó tốt chút. Thì cái người con trai này là người rất có công, bỏ tiền mà chôn luôn kẻ thù của ông sơ mình. Thì nhờ như vậy thì dòng họ mình mới phát triển. Thì sau khi làm cái chuyện đó đó, thì từ đó về sau người ở trong cái dòng họ này là không bị chuyện gì nữa. Thì cái người thầy pháp đó mà kể câu chuyện cho Tân cũng là người đem câu chuyện này đi kể cho nhiều người khác, nhưng mà kiểu như thầy pháp truyền tay thầy pháp thôi, là có một câu chuyện lạ như vậy để mà kể. Thì hôm nay người đó đem câu chuyện này kể lại cho Tân, là Tân bắt đầu kể câu chuyện của những thầy pháp gửi về, đôi khi có những cái bất bình thường chút xíu, nhưng mà đó là cuộc sống của họ, là những việc thi triển pháp của họ. Thì bạn cố gắng nghe để mình hiểu thêm về những cái thầy pháp ở khắp nơi, họ làm công việc gì, họ gặp những chuyện lạ tâm linh gì, họ kể về cho mình. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.